mẫu phụ nữ sẵn sàng cặp kè với đàn ông đã có vợ con để thỏa mãn. Các bạn thân mến, việc những người phụ nữ cặp kè với những người đàn ông không phải là chuyện xa lạ trong xã hội. Thế nhưng lại có những kiểu phụ nữ mà họ sẵn sàng cặp kè với những người đàn ông đã có vợ, đã có gia đình, sẵn sàng chen chân vào hạnh phúc của người khác để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình. Nhu cầu của một người phụ nữ thì là khác nhau, và mỗi người thì thường có những mức độ để thỏa mãn nhu cầu cũng khác nhau. Và chính những điều này nó đã khiến cho những người phụ nữ họ cảm giác thích thú khi mà có những tình cảm, có những sự gian dối bên cạnh chồng của người khác. Và chúng ta hãy cùng xem đâu là những kiểu phụ nữ sẵn sàng bất chấp tất cả mọi thứ để có thể cặp kè dù rằng người đàn ông đã có vợ có con để thỏa mãn những nhu cầu của cô ta. Mẫu phụ nữ đầu tiên sẵn sàng có thể lao tới người đàn ông đã có vợ có con chỉ cần anh ta là một người đàn ông tiềm năng về mặt thể lực. Đó chính là những mẫu phụ nữ luôn tìm kiếm sự phấn khích và có nhu cầu chăn gối cao. Hầu hết thì những mẫu phụ nữ này đều đã kết hôn. Khi đó thì cuộc sống vợ chồng luôn là tẻ nhạt, chẳng có gì thay đổi. Đời sống vợ chồng không khiến cho người phụ nữ cảm thấy thỏa mãn những nhu cầu về thể xác của mình. Và chỉ cần một người đàn ông nói chuyện hợp lý, một người đàn ông thật sự là có tiềm năng rất lớn để mang đến cho cô ta những giây phút thăng hoa, thì chắc chắn là trái tim người phụ nữ này sẽ rạo rực. Họ vẫn sẽ cảm nhận được sự quyến rũ của mình và tinh thần của họ vô cùng phấn chấn khi mà nghĩ đến người đàn ông này. Cảm giác lén lút với chồng của người khác và cảm thấy như là có một chút thành tựu gì đấy trong việc hấp dẫn người đàn ông của mình. Bởi vì với những mẫu phụ nữ này thì hấp dẫn đàn ông gần như là một trong những yêu cầu tối cao của cô ta. Thật ra thì nhu cầu về tình dục thì ai cũng có. Tuy nhiên trường hợp phụ nữ lại sẵn sàng cặp kè với đàn ông ngoại tình để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân so với nam giới thì sẽ không có phổ biến bằng. Và nguyên nhân là vì phụ nữ thường là các chị em cũng có nhu cầu bản thân thấp hơn và khả năng kiềm chế cũng tốt hơn. Chúng ta cần phải biết được rằng nhu cầu tình dục cũng chỉ là một bản năng rất là sinh học của con người thôi. Chị em phụ nữ thì đôi khi e dè trong đời sống vì rất là sợ bị người khác đánh giá về nhân cách. Phụ nữ Việt Nam mình thì lại càng là những người kín kẽ hơn nữa trong vấn đề này. Tuy nhiên thì chính cuộc sống ngày càng tự do, ngày càng có nhiều những luồng thông tin càng khiến cho chị em phụ nữ phóng khoáng hơn trong suy nghĩ của mình. Chị em dần cởi mở hơn về nhu cầu của bản thân, có những cánh hồng sở hữu đời sống tình dục cao và họ cần những người đàn ông để đáp ứng. Vậy nhưng người bạn đời lại chưa thể làm được tường tận để khiến cho họ có thể tận hưởng được những cảm giác thăng hoa trong cuộc yêu. Đó là lý do mà rất là nhiều người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ trung niên, những người phụ nữ đang gần như là muốn sống lại thời thanh xuân thứ hai của mình, rất là khao khát để những người đàn ông khác. Và những người đàn ông đã có vợ có con mà lại luôn phong độ thì lại càng ghi được điểm trong mắt của mẫu phụ nữ này. Một mẫu phụ nữ nữa sẵn sàng đạp qua tất cả dư luận, đạp qua tất cả mọi thứ để có thể cặp kè với người đàn ông đã có vợ, không gì khác chính là những mẫu phụ nữ yêu tiền. Có những người phụ nữ kết hôn là vì tình yêu, nhưng mà cũng có những người phụ nữ thực sự vì yêu tiền nên mới kết hôn. Mọi thứ trong cuộc sống đều được đo bằng tiền, đều được đo bằng những giá trị vật chất. Vì tiền mà người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ người mình yêu thương, nhưng mà thực sự người phụ nữ này cũng rất là đáng thương. Vì tiền mà có thể phản bội cha mẹ, sẵn sàng bỏ rơi chồng con được ngay. Thực ra thì loại phụ nữ yêu tiền này thì có mục đích sống rất là rõ ràng. Chỉ cần cứ có tiền là bên cạnh người khác. Và đây cũng là một trong những mẫu phụ nữ mà đàn ông cũng dễ dụ ngoại tình nhất. Đơn giản là mọi việc của cô ta đều được giải quyết bằng tiền. Và những thứ giải quyết được bằng tiền đều là những thứ đơn giản. Dù bạn là đàn ông đã có gia đình thì liên quan gì đến cô ta đâu. Cô ta chỉ cần tiền là đủ. Cô ta sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với bạn. Tuy nhiên thì khi mà kết giao với mẫu phụ nữ này thì bạn cũng nên lưu ý rằng cô ta đến với bạn vì tiền thì cô ta cũng hoàn toàn có thể bỏ bạn đi vì tiền. Nếu như một ngày bạn trở nên kém cỏi hơn, trở nên xa cơ lỡ vận thì việc người đàn bà này rời bỏ bạn và đi đến với một người đàn ông khác là điều bạn phải chấp nhận. Và việc người phụ nữ này đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông chỉ vì tiền bạn cũng không biết chắc. Nên vì vậy khi mà đã có những phân vân về việc trăng hoa với mẫu phụ nữ này thì bạn cũng cần phải lưu ý.
Mẫu phụ nữ gợi cảm cũng là một mẫu phụ nữ thật sự rất là khao khát được ngoại tình với những người đàn ông có vợ có con. Sau khi kết hôn thì tình cảm của người phụ nữ có thể chỉ dồn nén vào chồng con, bởi vì lòng dạ ổn định nên cũng không thái quá trong việc suy nghĩ. Nhưng mà có một số kiểu phụ nữ đã kết hôn rồi, thế nhưng mà thế giới tình cảm phong phú quá, thích giao lưu với nhiều người khác giới, tình trường tình yêu thì viết đến hàng năm cũng không hết chuyện. Họ thích nói chuyện với đàn ông về những rắc rối trong cuộc sống của mình. Trên thực tế thì một người phụ nữ như vậy rất dễ trở thành những người đàn bà ngoại tình. Tình yêu và hôn nhân vốn rất khó để có thể tách rời. Dù cuộc đời không suôn sẻ, nhưng mong rằng chúng ta đừng có lãng phí tình cảm của mình vào những điều không cần thiết vì những nỗi đau của cuộc đời. Ai sống trong cuộc đời mà lúc nào cũng hạnh phúc đâu. Nỗi đau chính là nguồn nhiên liệu để chúng ta có thêm động lực. Nhưng với mẫu phụ nữ này thì nỗi đau lại là nguyên nhân đẩy cô ta đến với người đàn ông khác nhiều hơn. Mẫu người phụ nữ đẹp và gợi cảm này, đương nhiên họ biết được rằng họ rất là được người đàn ông khao khát đấy chứ. Lợi thế về nhan sắc sẽ giúp cho người phụ nữ này luôn có những ưu ái, ưu tiên và nhiều lợi thế hơn. Cô nàng biết mình được săn đón, biết mình được thèm muốn và biết mình được tôn vinh. Và đương nhiên là người phụ nữ nào cũng muốn hiểu đấy. Chắc chắn là người phụ nữ này sẽ sử dụng nhan sắc của mình như một loại vũ khí để có thể phục vụ cho cuộc sống của cô ta. Cô nàng có thể hẹn hò với nhiều người đàn ông cùng lúc để tận hưởng cảm giác săn đón, tán tụng. Và đồng thời là cô nàng cũng sẽ nhận được rất là nhiều lợi ích từ những người đàn ông mà mình đang hẹn hò này. Bởi vậy, một người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ gợi cảm, một người phụ nữ biết khơi gợi những ham muốn trong lòng người đàn ông thực sự là một mẫu phụ nữ đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Và đôi khi nếu như gặp được một người đàn ông có thể chiều chuộng theo những sở thích, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ này, nâng niu chiều chuộng, đôi khi là tán tụng vẻ đẹp của cô ấy, có thể là hơi quá đấy, nhưng mà lại khiến người phụ nữ này si mê, thì việc cô ta sẵn sàng từ bỏ gia đình để mà chạy theo anh ta dù rằng biết anh ta đã có vợ có con là một điều khó tránh. Mẫu phụ nữ ham mê vật chất, ham mê tiền bạc, tham lam phù phiếm cũng là mẫu phụ nữ đương nhiên sẵn sàng lao cho đàn ông có vợ. Đặc biệt là với những người phụ nữ thích tiền như chúng tôi vừa nói, thì những người phụ nữ tham lam phù phiếm, tham lam của cải, tham lam những cái danh tiếng cũng là mẫu phụ nữ mà rất dễ rung rinh. Muốn sống tốt nhưng lại không muốn vất vả. Những người phụ nữ này thì thường sẵn sàng làm người yêu của những người đàn ông lớn tuổi. Bởi vì đàn ông lớn tuổi thì có thế mạnh rất lớn về kinh tế, họ có thể thỏa mãn sự phù phiếm và những ham muốn so sánh của người phụ nữ. Còn những nam thanh niên thì thường không đủ sức chu cấp về mặt kinh tế đáp ứng được nhu cầu của mẫu phụ nữ này. Vì vậy mà những người phụ nữ như vậy thì chỉ có thể bắt đầu với những ông già và kết thúc khi mà họ đã đạt được những thứ họ muốn, bởi vì họ rất là thực dụng. Phụ nữ yêu tiền như là mạng sống của mình vậy. Phụ nữ có bước chân vào hôn trường vì tình yêu thì cũng có những người phụ nữ vì tiền mà cho rằng tiền có thể mua được tất cả và mọi thứ đều có thể được đo đếm bằng tiền. Thường thì đương nhiên những mẫu phụ nữ này họ sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả là vi phạm nguyên tắc xã hội, vi phạm những nguyên tắc do ai đặt ra thuần phong mỹ tục đi chăng nữa. Nhưng nếu cứ có tiền, có vật chất là họ có thể từ bỏ tất cả, từ người mình yêu, từ cha mẹ, thậm chí là cả chồng con. Những loại phụ nữ này thì khi mà có được những thứ họ muốn, còn phá hoại gia đình hạnh phúc người khác không phải là vấn đề họ quan tâm. Chỉ cần người đàn ông này còn có tiền, còn có thể đáp ứng những nhu cầu về mặt tiền bạc, về mặt vật chất phù phiếm cho cô ta, thì cô ta sẽ vẫn còn trung thành và tôn sùng bạn. Nhưng ngược lại, cô ta sẽ ruồng rẫy và bỏ rơi bạn bất cứ khi nào bạn xa cơ lỡ vận hoặc ngừng chu cấp. Mẫu phụ nữ cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến đặc biệt là rất nhạy cảm đối với các chị em phụ nữ, đó chính là những người phụ nữ đặc biệt sống trong cảnh chồng vô tâm, thiếu tốn tình cảm, cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể lao theo một người đàn ông có vợ. Nếu như người phụ nữ thiếu tình yêu trầm trọng và không được chồng hài lòng sau khi kết hôn, đặc biệt là về mặt tinh thần, thì phụ nữ như vậy sẽ cảm thấy rất trống trải và rất dễ nảy sinh những vấn đề theo thời gian. Thậm chí khi gặp phải một người đàn ông đối xử tốt hơn với họ thì họ sẽ chủ động trở thành người yêu của anh ấy luôn. Thực ra thì người phụ nữ không muốn gì cả, chủ yếu là để lấp liếm đi những sự trống trải trong tâm can. Thật ra thì tính cách những người phụ nữ như vậy
đa sầu, đa cảm. Nói ra thì cũng rất là đáng trách, nhưng mà lại rất là đáng thương. Bởi vì người phụ nữ khi rơi vào tình huống này thì đa phần đều là những người thiếu thốn về mặt tình cảm quá nhiều, chồng mà lại không biết quan tâm, không biết chăm sóc nữa. Người phụ nữ như thế này thì họ lại sống dựa dẫm vào cảm xúc của mình quá nhiều, thế nên óc phân tích và sự phán đoán của bản thân bị suy giảm đi rất lớn. Mẫu phụ nữ này thật sự rất là dễ bị rung động bởi những người đàn ông khác giới. Và với những người đàn ông đã có vợ, những người đã ít nhiều thấu hiểu về tâm lý của các chị em, thì khi tán tỉnh và đánh trúng tâm lý thì những con mồi này thật sự thường không thể giải thoát. Chỉ một những hành động rất là nhỏ nhặt thôi cũng khiến cho trái tim của cô nàng này loạn nhịp. Kể từ đó thì cô nàng bắt đầu với những cảm giác rất là sâu kín, ngày nhớ đêm mong, rồi dẫn đến ngoại tình tư tưởng. Và khi tình cảm đã nhen nhóm, được thổi bùng lên bằng việc đối phương bật đèn xanh, người đàn ông có vợ này lại đưa ra những tín hiệu cho thấy việc mong muốn khao khát người phụ nữ này chẳng hạn, thì việc họ lao vào vòng xoáy ngoại tình là điều khó tránh. Nếu như gặp thêm người chồng vô tâm, cũng chẳng để ý gì đến vợ, cũng không biết vợ có dấu hiệu gì bất thường nữa, thì chị em càng trở nên nông nổi và đi lệch hướng một cách nhanh hơn. Tính cách mềm yếu và cả tin khiến nhiều người phụ nữ bị lừa gạt trong tình cảm. Mặc dù đáng trách nhưng cũng phần đáng thương. Vì vậy nếu như là một người chồng mà có người vợ thuộc tính cách như thế này, thì tôi rất là mong các anh hãy tinh tế hơn, quan tâm nhiều hơn đến vợ. Kể từ khi mà các anh chị hẹn hò hay là kết hôn với mẫu phụ nữ này, thì cũng nên chấp nhận nét tính cách đa sầu đa cảm này và thông cảm, yêu thương, chiều chuộng nhau nhiều hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.